Thưa quý vị và các bạn, xăng dầu có lẽ là một trong những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm nhất lúc này. Xăng dầu giảm sâu, thế nhưng nhiều nơi thì người dân cũng hết sức vất vả và chật vật thì mới có thể đổ xăng đầy bình. Và điều đáng nói là tình trạng các cửa hàng xăng dầu ở khu vực phía Nam đóng cửa thông báo hết hàng báo động hơn rất nhiều so với khu vực phía Bắc. Theo ghi nhận thì tại nhiều cây xăng khu vực phía Nam đồng loạt treo biển hết hàng đóng cửa hay là thông báo chiết khấu không đồng doanh nghiệp thua lỗ hết tiền nhập hàng mong người tiêu dùng thông cảm. Cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận trên địa bàn thành phố đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu. Từ chiều tối ngày 9 tháng 10 đã có tới 54 cửa hàng tạm thời hết xăng dầu một số doanh nghiệp chia sẻ, với mức giá hiện nay bán mỗi 1 lít thì lỗ khoảng 2.000 đồng. Cửa hàng phải vay vốn kinh doanh, giờ lại thua lỗ kéo dài, không có tiền trả lãi ngân hàng, trả lương cho nhân viên. Họ đối mặt với nguy cơ bị ngân hàng siết nợ và tài sản. Việc bán cầm chừng trong thời gian qua đã khiến cho khách hàng bức xúc, dọa dẫm chửi mắng, rất bất ổn về an ninh trật tự cũng theo các doanh nghiệp tại khu vực miền Nam, việc mua nguồn từ trong nước khó khăn hơn, vận chuyển xa hơn nên việc cung ứng nguồn không được chủ động, đặc biệt khi mà thị trường có biến động mạnh. Khi mà tổng nhu cầu thị trường hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu, miền Bắc và miền Trung được đảm bảo hơn, còn miền Nam thì đang bị thiếu hụt một lượng lớn xăng dầu. Vâng thưa quý vị, sau 4 lần giảm liên tiếp thì ngày mai ngày 11 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Về kỳ điều hành ngày mai, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu ở thủ đô Hà Nội dự báo xăng có thể sẽ tăng ở mức là khoảng từ 200 cho tới 300 đồng một lít tùy loại. Trong khi đó, các mặt hàng dầu có thể sẽ tăng mạnh hơn ở mức từ 1.800 cho tới 2.000 đồng một lít tuy nhiên mức tăng của các mặt hàng xăng dầu sẽ còn phụ thuộc vào quyết định trích lập chi quỹ bình ổn giá xăng dầu của liên bộ công thương tài chính